vì các bạn đã đến với Gấu To và mình là Gấu đây, và rất vui được gặp lại các bạn ở Sài Gòn. Và sau lưng Gấu đây là chợ Bến Thành. Có bao giờ các bạn đã đến thử một quán ăn Việt Nam mà quán ăn đó chuyên phục vụ cho khách du lịch và bán toàn đồ ăn Việt Nam? Có bao giờ các bạn nghĩ đến một ý tưởng là sẽ đến cái quán ăn đó và thử ăn không? Thì hôm nay Gấu sẽ dẫn các bạn đến một quán ăn rất là đặc biệt. Đó là một quán ăn bán đồ Việt Nam nhưng chủ yếu là bán cho khách du lịch ở quốc tế đến du lịch ở Sài Gòn. Và hello các bạn, đi theo Gấu nha. Và chào mừng các bạn đã đến với Bếp Mẹ Ỉn. Một nhà hàng thật sự là tuyệt vời, một nhà hàng nhỏ giữa lòng thành phố Sài Gòn. Các bạn thấy không, từ những cái kiểu trang trí, những cái nét nhỏ nhất của nhà hàng cũng được chủ nhà hàng chăm chút thật là kỹ để tạo ra một cái không gian thật là Việt Nam, thật là Sài Gòn và thật là truyền thống. Với một không gian hoàn hảo như vậy thì liệu rằng đồ ăn tại nhà hàng này nó có ngon hay không? Chỉ giờ hãy theo chân Gấu vào gọi đồ ăn và chúng ta cùng thưởng thức đồ ăn Việt Nam tại một nhà hàng dành cho khách du lịch nước ngoài. Ăn thôi! Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu gọi món coi trong cái menu của một nhà hàng Việt Nam mà phục vụ cho khách nước ngoài này thì nó có những cái món gì? Gọi món. Và đây là thực đơn của Bếp Mẹ Hiển. Thì cái cuốn thực đơn này nó giống như là một cuốn tạp chí vậy các bạn. Giấy in rất là xịn và đã. Thì trên đây nó có ghi những thông tin về những cái đặc trưng của Sài Gòn, xe lam rồi này nọ. Và tiếp đó là phần bên trong, đó chính là phần những món ăn của chúng ta. Thì hồi nãy Gấu có đọc qua menu rồi thì Gấu thấy là cái menu của Bếp Mẹ Hiển này là có những cái món mà trải dài từ Bắc vào Nam luôn. Và đặc trưng của Sài Gòn đó là một thành phố rất là đông dân và có nhiều người từ tứ xứ đến đây sinh sống và lập nghiệp từ rất là lâu đời, nên cái việc mà cái ẩm thực ở Sài Gòn đó, nó có nhiều cái món ăn, nhiều cái loại hình ẩm thực là chuyện bình thường. Nhìn cũng khá là hấp dẫn, nhìn cũng khá là ngon. Bây giờ mình sẽ gọi đồ ăn. Các bạn thấy gì chưa? Ăn thôi. Gấu sẽ ăn thôi. Các bạn thấy không? Đến cả hộp đũa mà cũng được quán chăm chút rất là tỉ mỉ, rất là đẹp. Thì đây là một cái hộp đũa cũng khá là xưa rồi. Ngày xưa nhà Gấu có cái hộp đũa này thì nó giống cái hộp bánh bông tơ á, nhưng mà cũng không biết là ngày xưa người ta lấy mấy hộp này để làm gì nữa. Nếu các bạn biết, bạn comment phía dưới nhà Gấu nha. Có một điều rất là hay thì hồi nãy Gấu có kêu nước á, thì Gấu thấy ống hút thì quán sử dụng bằng tre hay bằng trúc gì đó. Nói chung là nó không phải bằng nhựa. Bây giờ chúng ta sẽ ăn trải dài từ Bắc vô Nam, cùng đi du lịch với Gấu nào. Đầu tiên là sẽ ăn cái món bún chả Hà Nội trước. Đó, giờ chúng ta sẽ gắp một miếng bún. Đây là mấy bạn ở ngoài miền Bắc chỉ mình chấm vô luôn, sao ăn. Nước mắm ngon quá trời. Thịt rất là thơm. Ngon quá. Ngon quá. Và cũng đã xong hết mẹ bún chả rồi. Nên là sẽ cho mẹ bún chả một bên. Món này có tên là thịt nạc nướng riềng mẻ các bạn. Riềng lên. Thơm lên. Thịt nạc nướng riềng mẻ rất là ngon và rất là thơm. Gấu không thích cái nước chấm này, nước chấm này vẫn chưa có thực sự là làm Gấu cảm thấy đã. Giờ đây, đây chính là món bánh đập thịt nướng. Đây là một món kiểu như là đặc trưng của miền Trung ăn chơi á, giống bánh nén nướng trong Sài Gòn mình. Nhưng mà cái bánh này nó có một cái lớp bột giống như là bột bánh ướt vậy đó các bạn, phủ bên trên. Và ở phía dưới của nó là cái bánh đa. Phía dưới là bánh đa. Còn được phía trên này thì được có thịt nướng nè, hành phi nè, tỏi phi nè, và một cái trứng cút mỡ hành thế này.
bây giờ mình sẽ thử coi là nó ngon hay không. Mình cũng không biết ăn cái bánh này như thế nào nữa. Nói chung là mình rất là lạ với những cái món mà ở miền ngoài kiểu này. Nó là mắm nê mà. Không có gì đặc biệt cho lắm. Có một cái vị giòn. Tiếp theo đến thì cái phần bột phủ bên trên nó giống như là cái bột làm bánh cuốn vậy đó. Bị cái phần mắm nêm ở đây, mắm nêm ở đây làm có vẻ hơi mặn và nó đã át đi cái vị thịt. Tiếp theo đó chính là món chả giò cá nục. Đây là món chả giò cá nục nè. Thử nào. Vỏ chả giò rất là giòn, nhưng bên trong vừa ăn, ăn rất là Việt Nam luôn. Bây giờ chúng ta sẽ trở lại miền Tây, trở lại miền Nam và cùng gặp gỡ những cái món rất là quen thuộc với gia đình mọi người. Đầu tiên là rau muống xào tỏi. Ta-da! Đó, bạn nhìn thấy hấp dẫn không? Tiếp theo là thịt kho, canh bầu. À, có tôm nữa nè. Một đặc sản của Bến Tre đó chính là cháy dừa. Và xin giới thiệu các bạn, cơm cháy dừa. Để một người miền Tây quyết định coi món miền Tây ở đây có ngon hay không. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử cơm nha. Dạo dẻo. Được. Ăn thử đi. Thịt kho làm rất là vừa ăn. Cái mùi này nó chưa phải miền Tây lắm. Miền Tây nó, các bạn ăn vô các bạn sẽ cảm giác được là những cái gì mà nó mộc mạc nhất luôn. Cái này là làm theo kiểu nhà hàng rồi, nhưng mà cũng ăn cũng rất là ngon. Thịt kho vừa ăn, ăn với cơm trắng hết thảy luôn. Đây, thịt kho thì phải ăn chung với rau muống. Thật ra rau muống thì đâu thấy là miền nào cũng có. Miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có và miền Nam cũng có. Nè, cứ ăn từ nhỏ rồi, cái muốn thịt tỏi. Mình nhớ giống như là đang ở nhà của mình vậy. Và món cơm kế tiếp đó chính là món cơm cháy dừa các bạn. Đó, đây là món cơm cháy dừa của Gấu. Nhìn hấp dẫn luôn, đầy cơm trong một cái cháy dừa bé xí xí như vậy. Wow. Thật ra cũng ngon. Nhưng mà bản thân mình thì mình không có thích cái vị mà nó hơi ngọt ngọt kiểu này. Bởi vì mình cơm mà mình ngọt ngọt nó giống như là xôi á, xôi ngọt á. Nó là cũng ok, mà mình không thích lắm. Cuối cùng rồi, bây giờ mình sẽ chan canh vào cái chén cơm trắng này và kết thúc một bữa ăn của một gia đình ở miền Nam thôi. Thì biết các bạn biết không, khi mà ăn xong rồi á thì thường là mẹ mình sẽ bắt mình ăn canh. Mình sẽ ăn canh hay là canh bầu nè. Canh ngon hả? Tô canh bầu rất là ngon, nấu rất là chất lượng. Thôi con tôm bự này luôn. Một quán ăn Việt Nam phục vụ khách nước ngoài là chủ yếu, nhưng lại đem được cái hồn của những món ăn Việt của từng vùng miền vào trong những món ăn này. Ở đây, chủ nhà hàng muốn đem đến cái cảm giác của người Việt Nam mình, sự gần gũi của một bữa ăn gia đình để đưa vào những món ăn ở đây. Từ không gian cho đến cách phục vụ và kể cả những món ăn ở đây cũng thật sự là ngon. Gấu không phải nói để quảng cáo cho quán Bếp Mẹ Yểm, nhưng thật sự với cảm xúc của Gấu bây giờ, lần đầu tiên Gấu tới đây ăn thì Gấu cảm thấy rất là nhớ nhà khi được ăn những món ăn ở đây. Cơm, canh, thịt, món xào, tất cả các món đều ngon. Cảm giác của Gấu là chỉ cảm giác nhớ nhà thôi. Clip cũng đã hết rồi và rất cảm ơn các bạn đã xem clip. Nếu thấy clip hay hãy like, share và subscribe cho Gấu To và đừng quên nhấn chuông để kết nối những tâm hồn ăn uống lại với nhau. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip sau. Bye bye.